Hello, xin chào anh em, chào mừng anh em đến với Phương Nam Mobile nhé. Thì hôm nay về được ít sản phẩm muốn giới thiệu cho anh em. Anh em nào muốn mua hàng thì theo dõi hết clip cho em nhé. Ok. Đó, thì hôm nay em giới thiệu lại quy trình làm việc bên em nhé. Là anh em mua hàng thì có thể liên hệ trực tiếp số điện thoại 0368602 và 0816042345 nhé. Bên em bảo hành cho anh em 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nhé. Địa chỉ cửa hàng ở thôn Nam Vân, Phúc Thọ, Hà Nội. Đó, anh em có thể đến trực tiếp hoặc là ship code toàn quốc. Ship thì anh em 100% được kiểm tra hàng nhé. Tránh trường hợp lừa đảo thì anh em kiểm tra hàng giúp em. Em sẽ chụp ảnh email máy, thông tin máy, hình thức máy và phiếu bảo hành kèm theo mã vạn đơn. Ví dụ anh em nhắn tin Zalo thì sẽ có video đóng hàng. Đó, ok chưa? Số điện thoại là 0368602 và 0816042345 nhé. Hai số điện thoại chính chủ nhé, không phải sim rác, không phải sim rẻ tiền gì cả nhé. Anh em cứ đến trực tiếp cửa hàng nhé. Đó, ok. Đây còn về fanpage thì anh em có thể nhắn tin fanpage Phương Nam Mobile. Em có để đường link ở phía dưới nha anh em nhé. Ở fanpage Phương Nam Mobile. Ok chưa? Phí ship thì toàn quốc là 50-100.000 tùy theo giá trị của máy nhé. Nếu giá trị của máy trên 4 triệu là 100.000, dưới 4 triệu là 50.000 nha anh em nhé. Đây em ship em bán rất là nhiều nha anh em nhé. Đó, nếu mà anh em tin tưởng chuyển khoản 100% thì Phương Nam Mobile sẽ miễn phí ship. Mặc dù là phí ship bao nhiêu thì bên em cũng xem miễn phí ship, thì cả anh em ở đâu cũng làm miễn phí ship nhá. Đó, ví dụ như đồ điện tử này nó khác với cả bộ quần áo vài trăm nghìn anh em ạ. Đó, những con máy 15-20 triệu hoặc là trên 4 triệu giá trị nó đã khác rồi. Phí khai giá bảo hiểm này, đó, đồ dễ vỡ này, phí ship này, phí hoàn này, đúng không ạ, phí thu cốt này, đó, rất là nhiều loại phí anh em ạ. Ok. Đấy, thì hôm nay giới thiệu cho anh em, đầu tiên là giới thiệu cho anh em sạc dự phòng đi. Sạc dự phòng em bán cho anh em là 330.000, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nhá. Tất cả các sản phẩm bên em bán đều bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1. Con này là hàng chính hãng của Hoco nha anh em nhá. Hàng xịn chính hãng của Hoco. Đấy, 10.000 mAh, 330.000 miễn phí ship nhá. Tất cả những cái sản phẩm phụ kiện ở đây thì đều là miễn phí ship hết. Tại vì đồ nó cũng giá trị thấp thôi. Nó có vài trăm nghìn thôi, phí ship nó không đáng gì cả nên em sẽ gộp vào bán luôn cho anh em, miễn phí ship cho anh em. Đó. Ok, 330.000 miễn phí ship nhá. Sạc dự phòng Hoco 10.000 mAh nha anh em nhá. Tiếp theo là có sạc, thì có sạc Xiaomi nhá. Sạc Xiaomi chính hãng 33W này. Ở chính hãng 33W có cả củ, có cả dây nha anh em nhá. Thì bán 350.000 miễn phí ship cho anh em nhá. 350.000 miễn phí ship. Tai nghe nhá. Tai nghe thì con này là tai nghe iPod Pro nhá. Hai con tai nghe iPod Pro nhá. 360.000 nhá. 360.000 bản rep 11 cho anh em nhé. Nghe cực kỳ phê luôn. Cũng bảo hành cho anh em 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nhé. Tai nghe AirPods Pro nhé, bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nha anh em nhé. Có cả tai nghe AirPods 3 nha anh em nhé. Tai nghe AirPods 3 nha anh em nhé. Đấy anh em, tai nghe AirPods 3 nha anh em nhé. 360.000, cũng miễn phí ship và bảo hành cho anh em 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nha anh em nhé. Tai nghe AirPods 3 và AirPods Pro. Ok chưa? Anh em thích loại nào thì cũng có hết nha anh em nhé. AirPods 3 và AirPods Pro bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nha anh em nhé. Trong vòng 3 tháng nếu lỗi em đổi mới cho anh em. Đó, chứ không phải là bao test 1 tuần hay là cái gì cả nha anh em nhá. Bảo hành 3 tháng lỗi 1 đổi 1 nó hoàn toàn khác so với bao test 1 tuần hoặc là bao test vài hôm hay là chục hôm nha anh em nhá. Đó, ok chưa? Tiếp theo thì hôm nay sẽ giới thiệu cho anh em gì? Hôm nay giới thiệu cho anh em 13 Pro Max, giá tỷ có 8.990.000 và 8.880.000. À, 8.888.000 và 8.999.000. Đó, có những con cao hơn thì là 9.500.000 và 9.100.000 nhá. 13 Pro Max phiên bản đặc biệt cho anh em nhá. Rồi, có fade đi nha anh em nhá. Đó, có fade đi. Pin con này là 81%. Đó, 81%. Ok chưa? Tất cả mọi chức năng ok hết nha anh em nhá. Fade đi này. Ok, cam sau cam trước này. Ok chưa? Đó, cam sau cam trước này. Đấy, ok nhá. Cam chân dung nha anh em nhá. À, cam chân dung. Xóa phông này anh em. Video, tất cả mọi chức năng ok hết nha anh em nhá. À, test lại fade đi cho anh em, ok hết nha anh em nhá. Đây anh em nhìn hình thức rồi. Rất là đẹp nha anh em nhá. Đây. Rất là đẹp luôn, viền vuông nha anh em nhá. 13 Pro Max bản đặc biệt nhá anh em nhá. Đó, bản đặc biệt. Tại sao là bản đặc biệt? Thì anh em lưu ý giúp em nhá. Đó, tại sao lại bản đặc biệt? Đó, anh em nhìn này. Con này là bản độ nha anh em nhá, bản độ. Đây. Bản độ từ XN Max lên nha anh em nhá. Bản độ từ XN Max. Đấy, XN Max này nhá. Đó, 64GB quốc tế Mỹ, 2 SIM, 1 SIM thường, 1 eSIM nha anh em nhá. Đây, fade đi ok hết nhá. Viền vuông này. Anh em nhìn màn hình này. Anh em nhìn màn hình này, độ này. Rất là ngon luôn. Đó, anh em nhìn này. Rất là khít luôn nhá. Rất là khít và nó cũng không lồi đâu. Nói chung là tỷ lệ giống với cả hàng zin thì chắc nó khoảng được, con này khoảng được tấm độ 90% nhá. Trên 90%, nó tùy vào anh em đánh giá, theo em thì cũng chỉ được 90% thôi. Ơi, camera này. Anh em camera này.
Đấy, anh em nhìn camera đen xì luôn nhá. Camera đen xì ở ngoài thì tất nhiên là nó nhìn nó sẽ không không được đen như đây. Không được đen như trong quay video, nhưng mà thực sự ra là rất là đẹp. Rất là đẹp luôn. Đó, khẳng định với anh em là rất là đẹp. Nếu mà anh em mà bảo là nhìn ở ngoài mà nhận biết được thì phải, nói chung là phải chuyên sâu, và thứ hai nữa là phải biết. Chứ còn nếu mà nhìn bình thường thì không thể biết được. Đây anh em nhìn, nhìn bình thường thì không thể biết được. Em có 4 cây nha anh em nhé. Em có 4 cây, 3 cây màu vàng, 1 cây màu xanh nhé. Cây màu xanh là 9.1, pin 83%. Tất cả chức năng ok hết, fade đi ok hết nha anh em nhé. Đây, màu vàng thì bán giá con này là pin 82, nó có xước một tí ti kính ở dưới này. Không ảnh hưởng gì cả. Xước một tí ti nhá. Dán cường lực phun màn thì chỗ này nó sẽ đè lên một chút thôi. Đó, anh em không ảnh hưởng gì cả nhá. Máy zin màn zin của Aegon Max máy Ấn Độ nha anh em nhé. Đó, ok. Men zin nhá, bao màn zin, men zin tất cả các thứ cho anh em. Vỏ thì là vỏ độ nhá. Vỏ thì là vỏ độ, độ 13 Pro Max nha anh em nhé. Phiên bản DB, phiên bản đặc biệt nhá. Hoặc là anh em dịch là gì cũng được. Đó, ok. Cái này là dành cho anh em thích độ thôi, thích chơi thôi. Đó, tại vì dùng con này nó cũng sang mà anh em. Đó, nếu nhìn bình thường này thì anh em làm sao được biết là máy độ hay là không máy độ. Đó, đúng không ạ? Nhìn cầm vẫn sang, viền vuông. Đó, bóng loáng. Ok chưa? Đó, con này là pin 82%, 8.888.000 nhá. Con này thì là pin 88%, 9.500.000 nhá. Pin 88%, 9.500.000. Con này thì là pin 81%, 8.999.000. Đó, ok chưa? Rất là đẹp luôn cho anh em. Nó rất là đẹp. Đây, thử con màu xanh nha anh em nhé. Anh em nhìn màu xanh viền vuông rất là đẹp đây. Đấy, màu xanh viền vuông rất là đẹp nha anh em nhé. Ok. Đấy, em nhìn gạt rung tất cả chức năng ok hết nhá. Nhiều anh em hỏi xe là flash thì flash cũng độ hết rồi anh em nhé. Đó, flash độ hết rồi nha anh em nhé. Anh em hoàn toàn yên tâm. Đó, ok chưa? Flash vừa rụng có hết nha anh em nhé. Đây, camera rất là đẹp. Nói chung là anh em, đây là dành cho anh em muốn vẻ đẹp nhưng mà không kinh tế nó có giới hạn nha anh em nhé. Chứ không phải là những con này mà được như hàng zin thì nói chung là thế thì anh em lại phải bỏ ra tầm độ 20-30 triệu anh em ạ. Đó, nếu anh em muốn hàng zin thì anh em có thể mua Aegon Max zin nha anh em nhé. Aegon Max zin thì em đang bán cho anh em này, pin 84% là 7.750.000, giảm 300.000 là còn 7.450.000 nhá. 7.450.000 Aegon Max zin có phơi đi hết nha anh em nhé. Con này pin 84%, còn pin cao hơn có con này pin 89 nha anh em nhé. Pin 89 7.950.000, giảm 300 còn 7.650.000 nha anh em nhé. Đó, anh em muốn mua con vỏ độ kia thì thường thường anh em phải cộng lên khoảng tầm độ 1.500.000 nha anh em nhé. 1.500.000 cho đến hơn 1.500.000 tùy vào phần trăm pin. Đó, ok, tùy vào độ chất. Đó, ví dụ như con này thì anh em cộng đây, tại vì vỏ nó hơn 1.000.000 anh em ạ. Vỏ hơn 1.000.000. Nếu vỏ đẹp như bên em này thì nó khoảng tầm độ 1.300.000 nha anh em nhé. Rồi, còn công thay của anh em độ. Đây, tiếp theo là LG Velvet nha anh em nhé. LG Velvet. Con này bản 2 SIM nhá. LG Velvet bản 2 SIM. Đây. LG Velvet bản 2 SIM nhá. Thiết kế màn rất là đẹp nha anh em nhé. Con này em bán cho anh em là 4.450.000 nha anh em nhé. 4.450.000. LG Velvet 2 SIM nhá. 4.450.000. LG G8X. Sáp gần là 855 nha anh em nhé. RAM 6128. Con này bán độ 2 SIM nha anh em nhé. Con này bán độ 2 SIM màn ám nhẹ. Con này em bán giá cho anh em là 3.350.000. LG G8X 2 SIM. Đấy, màn ám nhẹ anh em nhé, 3.350.000. Đó, RAM 6128GB và chạy con chip Snapdragon 855 nhá anh em nhé. Snapdragon 855 LG G8X vân tay trong màn hình. Ok hết nhá. Ám rất là nhẹ nhá, ám nhẹ như không ám luôn. Anh em nhìn thách biết được luôn. Ám nhẹ như không ám luôn. 3.350.000 nhá. Tiếp theo là V50S. Con V50S này thì là 3.750.000 nhá anh em nhé. 3.750.000. Con này em chưa thêm vân tay. Con này vân tay nhân viên test anh em ạ. Đó, 3.750.000 nhá. LG V50S con này 58/256GB, chạy chip sau gần 855 nhá. Đó, 3.750.000 nhá. Vỏ có phải phẩy một tí nhá anh em nhá. Đó, ok. Tiếp theo giới thiệu cho anh em đó là iPhone 11 Pro nhá anh em nhá. 11 Pro. Con này dán sẵn kính camera nhá. Con này là khách mua của em thu được rẻ nên em bán rẻ cho anh em nhá. Dán sẵn kính camera. Đó, ok. Đó, những con nào máy bán em bên em bán ra thì bên em sẽ thu mua nhá anh em nhá. Bên em bán ra bên em sẽ thu mua, trừ ở xa quá nhiều khi ngại bên vận chuyển anh em ạ. Đó, sợ hỏng hóc vận chuyển nó rất là khó. Đó, còn anh em đến trực tiếp cửa hàng thì em thu mua lại hoàn toàn thoải mái luôn. 9.250.000 nhá, bán rẻ cho anh em nhá. 11 Pro quốc tế. 11 Pro nhỏ nhá, không phải Pro Max nhá anh em nhá.
11 Pro. Đấy, 64GB quốc tế Mỹ nha em nhá. Đó, không giới hạn SIM, một SIM thường, một eSIM. Đó, pin ngoài này thì được 85% nha anh em nhá. Bán giá cho anh em là 9.250, rất là rẻ, máy zin nha anh em nhá. Kính có 12 chấm xước. Đó, tại vì màn zin không đáng kể gì cả. Em dán không lực này sẽ ok hết cho anh em nhá. Đó, ok. Chấm xước li ti thôi. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là iPhone XS nha anh em nhé. iPhone XS thì có hàng zin. Hàng zin thì bọn này khẳng định với anh em luôn, pin bây giờ nó rất là thấp. Pin 7X, em nhập rất là nhiều pin 7X, 8X. Đó, 80, 81 này. Đó, 80, 81 này. Bên em đang bán mức giá hai con này là 5.950 nhá. Đó, pin 8X, đây là máy zin. Đây, máy zin chưa thay pin luôn nhá. Màn zin, men zin, vỏ zin, pin zin nhá, cam zin nhá anh em nhá. Đó, thì là pin 80, 81 là 5.950. Đấy, còn con này zin được pin cao một tí. Con màu đen pin 86%, 6.1 anh em nhé. 86% thực sự ra con XS là pin cao lắm rồi. Tại vì lô này em nhập pin zin rất là toàn 8X, 80, 81 rồi. Nhưng con này là pin thay nha anh em nhé. Pin thay pin mới 100% thì em đang bán mức giá con này là 6.3 nhá, màu đen nhá. Pin mới 100%, 6.3 nha anh em nhé. Bài ấy là máy quốc tế Mỹ nha anh em nhé. Máy là máy quốc tế Mỹ, men zin, màn zin, vỏ zin. Pin thì là pin thay quốc tế Mỹ nhá, 64GB nha anh em nhé. Thay pin không báo thay pin trong cài đặt nha anh em nhé, không báo thay pin gì cả nha anh em nhé. Ok chưa, anh em xem không có báo thay pin thay bụng gì cả nhá. Đây, trong cài đặt giới thiệu rồi, không báo thay pin nha anh em nhé. Còn nếu anh em thích thay pin, báo thay pin thì em cũng thay được nha anh em nhé, nó rất là đơn giản thôi. Đó, con này là màu vàng, màu vàng pin mới 100% thì là 6.5 triệu nha anh em nhé. Màu vàng là đắt hơn một chút, đắt hơn 200.000 so với màu đen. Ok chưa, con này thì là pin 97% nhưng mà 6.1 triệu thôi. Pin 97% nhưng mà 6.1 triệu thôi anh em ạ. Tại con này là gần như hàng trả bảo hành của Apple ấy. Nó có chữ của Apple in đằng sau này. Đó, còn đâu là ok hết nhá. Màn zin, men zin, tất cả zin hết nha anh em nhá. Có phơi hết nha anh em nhá. Đó, hàng này 6.1 triệu thôi. Phơi đi ok hết nha anh em nhá. Bảo hành 3 tháng lấy 1 đổi 1 hết nha anh em nhá. Máy bên em bán ra đều bảo hành cho anh em 3 tháng lấy 1 đổi 1. Ok, tiếp theo là con này cũng là pin 81 này. Pin 81% nha anh em nhé. XS pin 81%, máy zin. 5.950. iPhone 8 Plus. 8 Plus ở chết, con này vẫn còn sim, để em chọc sim ra phát không tía lại quên mất. Đó, con này thì bên em đang bán mức giá là 4.150. Tình trạng con này là hàng thay lưng nha anh em nhé. Thay mỗi lưng thôi. Anh em yên tâm là còn lại là men zin, viền zin, cam zin nha anh em nhé. Vân tay ok hết này. Vân tay ok hết nha anh em nhé. Đó, tất cả mọi chức năng ok hết, màn zin nha em nhé. Ok, con này có 1-2 chấm xước li ti đây, tại vì màn zin không tránh được. Vì em sẽ có ốp lưng xà cáp và dán cơ lực cho anh em nhé. Bảo hành 3 tháng lấy 1 đổi 1. Thì con này em bán 4.150.000 thôi, rất là rẻ. Nếu mà 8 Plus mà trên 5 triệu thì anh em có thể tham khảo XS hoặc XL. Còn 8 Plus mà bây giờ hiện tại nếu mà anh em mua thì em khuyên thật là nên mua hàng nó cũng vừa vừa thôi, không nên mua hàng đẹp lắm. Hàng đẹp lắm thì nó trên 5 triệu thì anh em có thể tham khảo con khác rồi. Đó, còn những cái con mà hàng gọi là vừa vừa tấm độ 97-98% thì nó rơi khoảng tấm độ 4.450. Thì những con thay lưng em đang bán là 4.150, còn hàng 97-98% em đang bán là 4.450 nha anh em nhé. iPhone 8 Plus, máy quốc tế Mỹ nhé. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là cũng là bản Mỹ, Samsung S10 Plus bản Mỹ nha anh em nhé. S10 Plus bản Mỹ có màu đen, màu xanh nha anh em nhé. Đó, S10 Plus bản Mỹ màu đen, màu xanh. Thì em đang bán mức giá con này là 5.550, 5.650 nhé. Máy U là máy Mỹ nha anh em nhé. Đây, máy U là máy Mỹ này. Đó, có chữ U đuôi này, là máy Mỹ nha em nhé. Pin con này là pin 4001 nhá. RAM 8 128GB, chạy con chip Snapdragon 855 nha anh em nhé. RAM 8 128GB, chạy con chip Snapdragon 855. Màn là màn cong nha anh em nhé, màn cong. Con này có ốp lưng và sạc cáp nhanh cho anh em. Ốp lưng sạc cáp nhanh, màu xanh. Màu đen, màu đen thì rẻ hơn 100 là 5.550, màu xanh này đắt hơn 100 là 5.650 nha anh em nhé. Đây, có con này 11 Pro Max hàng zin. Màn lô, màn thay nha anh em nhé. Men zin, cam zin, nói chung là trừ màn nhá. Màn đây em báo rõ luôn, màn này, màn lô, linh kiện không xác định này. Nhưng con này màn lô rất là đẹp. Con này màn lô em khẳng định với anh em là rất là đẹp luôn. Con này màn lô rất là đẹp luôn. Flash rụng ok hết nhá. Phơi đi ok hết nha anh em nhé. Con này màn lô rất là đẹp. Đấy, anh em nhìn màn lô con này rất là đẹp luôn anh em nhé. Đó, ok chưa? Bản 64GB, con này em bán cho anh em 9.6 triệu thôi. 9.600.000. Pin thì được 78%, nếu anh em thích thay pin thì cộng thêm tiền em hỗ trợ thay pin không còn công nhá. Cộng thêm tiền pin nha anh em nhé. Đây, con này pin được 78%,
nhưng dùng vẫn rất là ok nha anh em nhé. Đó, phơi đi ok hết nhá. Màn con này em thật sự ra là màn lô con này rất là đẹp luôn, anh em có thể tham khảo nhá. Màn lô con này rất là đẹp. Đấy, màu trắng. Ok chưa? 11 Pro Max quốc tế Mỹ nha anh em nhá. Có phơi đi full chức năng, 9.600.000. Màn đã thay nhá, gọi là màn lô nhá, báo rõ tình trạng thôi. Bên em không có chuyện lừa đảo nha anh em nhá. Máy như nào em báo thẳng như thế, kể cả màn lô em báo màn lô, mà độ vỏ em báo độ vỏ, hàng zin em báo zin nhá. Đó, nhiều anh em bảo là cửa hàng nhiều khi sợ không uy tín tại vì bán màn lô, nhưng mà anh em yên tâm, màn lô em báo màn lô, anh em mua máy zin sẽ có máy zin, máy màn lô sẽ có màn lô, màn ám sẽ báo màn ám nha anh em nhá. Ở đây có con đĩa em mắc màn ám. Đó, chứ nhiều cửa hàng họ bán cho anh em màn lô hoặc là màn ám họ không bảo anh em đâu. Đó, tại vì lợi nhuận nó rất là cao. Nhiều người họ đặt lợi nhuận lên cao lắm anh em ạ. Họ không đặt cái uy tín lên cao mà họ sẽ đặt lợi nhuận lên cao. Nhưng con này là XMAX Zin nhá, pin 92%. Con này màn ám rất là nhẹ. Ám thực sự ra nếu ở đây anh em nhìn không thể thấy được luôn. Đó, em nhìn đây em còn nhìn rất là mờ, rất là nhẹ nha anh em nhá. Đó, ok chưa? Ám ở đây nếu quay video anh em không thể thấy được luôn, khẳng định với anh em luôn. Đó, con này được pin 92%, pin Zin nha anh em nhá. Máy phơi đi ok hết. Đó, con này em bán rất là rẻ, tình trạng con này là đây anh em. Đó, tất cả tôi chưa làm test hết rồi, nhưng mà cái camera này. Đó, camera hiện tại em đang test ok nhá, nhưng mà thỉnh thoảng nó kiểu như bị réo réo, nó bị ấy. Thì em bán em báo rõ cho anh em là camera nếu mà quay video thì anh em thỉnh thoảng phải chịu là nó réo réo, nó rất là khó. Đó, nên em báo rõ luôn nha anh em nhá, cái phần camera đi thì em báo rõ, anh em mua được thì anh em mua nhá. Đó. Hiện tại bây giờ camera quay vẫn rất là ok tại em vừa test xong. Nhưng mà nhiều khi có lúc nó réo, có lúc nó không. Đó, ok, bên em chưa sửa gì cả, bên em báo thẳng cho anh em luôn. Con này màn ám, pin 92%, ám nhẹ như không ám luôn. 6.150.000, phơi đi ok hết. Màn zin nha anh em nhé. Màn zin ám nhẹ như không ám. Ok, 6.150.000 nhá, em lắc màu vàng. Tiếp theo là Samsung Note 20 5G. Samsung Note 20 5G này thì bên em đang bán mức giá là con này là 7.850.000 nha anh em nhé. 7.850.000. RAM 8, bộ nhớ 256GB và chạy con chip Snapdragon là 865 Plus nhá. Snapdragon 865 Plus nhá. 865 cộng ấy, không phải 8650 đâu. Đó, ok anh em nhá. Có bút bụng ok hết nhá. Tất cả là máy zin, bút bụng ok hết, không lỗi lầm gì cả. Màn đẹp không ám ố, máy zin. Bảo hành 3 tháng lỗi 1.1, 7.850. Màu đồng, màu xanh. Đó, màu đen. Màu đen nha anh em nhá. Con này thì có ốp lưng mà sạc cáp nhanh nha anh em nhá, ốp lưng mà sạc cáp nhanh. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là Google Pixel 4XL 2 SIM máy quốc tế. Ở giá 4.590.000. Google Pixel 4XL nha anh em nhá. Em không có 4 thường nha anh em nhá. Nhiều anh em hỏi 4 thường nhưng em không có 4 thường. Đây, bản 2 SIM nha anh em nhá. À, 2 SIM, 1 SIM thường, 1 eSIM, phiên bản Android thì bọn Google hỗ trợ cực kỳ tốt rồi. Android toàn là Android 12 cho anh em ạ. Đó, ok chưa? Camera thì khẳng định với anh em là đẹp nhất trong phân khúc luôn. Khẳng định luôn là đẹp nhất trong phân khúc. Đây anh em nhìn xóa phông này, cực kỳ đẹp luôn. Anh em nhìn xóa phông này, thế nên nó có đắt tiền không? Đó, ok, thiết kế cũng rất là đẹp nhá. Con này anh em rất nhiều anh em đánh giá cao khoảng thiết kế, hiệu năng các thứ nhá. Snapdragon 855, 56, 64 nhá anh em nhá. Camera này, ôi dồi ôi, khẳng định với anh em luôn, camera con này nó phải, nếu mà so thì những cái con 7-8 triệu chưa chắc đã ăn được. Đấy là em khẳng định luôn. Đó, khẳng định luôn. Có thể anh em là mỗi anh em một ý kiến, nhưng mà với em là anh em nhìn cái nước ảnh này thôi. Đó, hoặc là đa số người ta đánh giá cao con Google này bởi phần camera, và thứ hai là Android thuần hỗ trợ cực kỳ mượt. Đó, toàn Android 12 thôi anh em ạ. Đó, và tối ưu rất là tốt luôn. Đấy, camera. Con này em đang bán là 4.590.000 nha anh em nhá. Bảo hành 3 tháng lỗi 1.1, có ốp lưng và sạc cáp nhanh. Tiếp theo giới thiệu cho anh em là con XR. XR thì con này thì bị phản quang đây, anh em nhìn bị phản quang này. Anh em nhìn con này bị phản quang. Con này bị phản quang em bán 5.050.000 nhá. Máy zin. Rồi anh em thích thay phản quang thì cộng thêm tiền em thay cho thì vẫn rất là rẻ luôn. Đó, ok. Anh em thích thay phản quang thì inbox em xem là thay bao tiền em báo cho anh em nhá. Thay rất là rẻ, đảm bảo anh em là rẻ luôn. Đó, ok chưa? XR. Hoặc là nếu anh em thích thay phản quang xong thích có thể độ lên 13 Pro hoặc là độ thêm 13. Ok, thoải mái luôn. iPhone XR nhá. Đó, ok. Phơi đi ok hết nhá. Nếu mà để nguyên phản quang máy zin thì bán 5 triệu. Tiếp theo giới thiệu cho anh em con 12 Pro là 15.500.000 nhá. 15.500.000. Đó, con này là máy zin nguyên bản nha anh em nhá, máy zin nguyên bản. 15.500.000. Ơi, máy quốc tế Mỹ. 15.500.000 bản 128GB nhá, 2 SIM, 1 SIM thường, 1 eSIM nha anh em nhá.
quốc tế Mỹ nó đều là như vậy. Ok cho pin con này pin 89%. Tình trạng con này là nó một chấm nứt tí ti camera này, không ảnh hưởng gì cả. Nó bị rỉa một tí ti đây. Anh em nhìn bé như cái đầu tăm này luôn. Đó, con này 15 triệu 7 em bán cho anh em 15 triệu rưỡi nha anh em nhá. 15 triệu rưỡi. Ok chưa? Có anten 5G nhá, hơn 15 triệu nha anh em nhá. Nó chỉ chênh 11 Pro Max một tí thôi. Con này là bản 128GB quốc tế Mỹ, pin 89%, pin cao nha anh em nhá. Ok, phải đi. Ok hết nhá, tất cả chức năng ok hết, nó chỉ mỗi là một chấm rỉa tí tí camera nhá anh em nhá. Có ốp lưng sạc cáp cường lực full màn nha anh em nhá. Đó, 12 Pro nha anh em nhá. Tiếp theo giới thiệu cho anh em nó là con S21 máy Mỹ nhá. Samsung S21 máy Mỹ. Con này em bán giá cho anh em là con này có bản 5G nhá, máy Mỹ này, 9 triệu nha anh em nhá. Đó, con này bán giá cho anh em 9 triệu. Đó, giá cũ toàn 9 triệu 2, 9 triệu 3 thôi anh em ạ. Đó, con này bán giá cho anh em 9 triệu nha anh em nhá. Đó, ok. Bản Mỹ này thì chạy con chip Snapdragon là 888 nhá. Snapdragon 888 rất là mạnh nha anh em nhá. Đó, Snapdragon 888 rất là mạnh. Pin con này là pin 4000mAh. Màn hình xem là RAM ROM nhá. RAM ROM cho anh em xem luôn. RAM 8/128GB nha anh em nhá. Màn hình đây. Màn hình độ mượt đây. Con này màn hình mượt 120Hz nha, nếu anh em muốn tiết kiệm pin thì anh em dùng 60Hz nha anh em nhá. Bảo hành 3 tháng lỗi 1/1, 9 triệu. S20 Bluetooth nha anh em nhá. S20 Bluetooth 7.550, con này màn cong nhá. Màn cong, RAM 12GB, bộ nhớ 256GB và chạy con chip Snapdragon 865 nhá. Màn đẹp không ám ố nha anh em nhá. Màn đẹp không ám ố. RAM 12GB, bộ nhớ 256GB và chạy con chip Snapdragon 865. Pin châu. Pin con này pin 4500mAh nha anh em nhá. Pin 4500. Đây RAM 12, bộ nhớ 256GB nhá. S20 Bluetooth 5G nha anh em nhá. S20 Bluetooth 5G. Ok. Anh em mua hàng cứ nhắn tin vào fanpage Phương Nam Mobile hoặc Zalo hai số điện thoại 0368604422 và 0816423345 nhá. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả anh em nhá. Anh em ở gần cứ đến trực tiếp thôn 5 Phúc Thọ Hà Nội nhá. Em sẽ tiếp anh em nhá.